À, trong bài pháp ngày hôm nay ngài uh, thiền sư giảng rằng mỗi một uh, buổi sáng thì là các uh, sư tụng bài kinh uh, tâm từ và ngài thiền sư Bielin Sayado thì là hướng dẫn các thiền sinh là niệm về những cái phẩm tính chín cái phẩm tính của Đức Phật cũng như là ngài đọc những cái đoạn mà để rải tâm từ thì các thiền sinh theo ngài khi mà ngài đọc thì các thiền sinh thầm quán tưởng đến những cái phẩm tính của đức phật và khi mà làm như vậy thì rất là tốt khi mà các thiền sinh quán tưởng đến những cái phẩm tính của đức phật thì có thể làm cho tâm của mình được yên tịnh nếu mà chú ý kỹ lưỡng một cách thận trọng và khi mà tâm mình được an tịnh thì có thể phát triển sự định tâm phát triển uh, niệm lực một cách dễ dàng ngày hôm nay ngài thiền sinh sẽ giảng cho chúng ta nghe một trong chín cái phẩm tính ấy rất là tốt để cho chúng ta hiểu cái phẩm tính mà ngài sẽ giảng tiếng Pali gọi là Vicca Charana Sampanno dịch là minh hạnh túc thì cái chữ chữ này tiếng Pali này thì gồm có ba phần chữ Vicca rồi đến chữ Charana và chữ Sampanna Sampana có nghĩa là hoàn toàn đầy đủ Dịch là túc Chữ Vicha tức là sự hiểu biết hay là trí tuệ Mình dịch là minh tức là thấy rõ, hiểu biết Charana Charana tức là hạnh hay là cái sự thực tập Thì cái chữ này Vicha Charana Sampana minh hạnh túc có nghĩa là hoàn toàn hoàn toàn về sự hiểu biết hoàn toàn về sự thực tập tức là đầy đủ minh hạnh túc thì về cái sự hiểu biết hay là tuệ hay là minh thì nó có ba cái thứ nhất gọi là túc mạng minh túc mạng minh có nghĩa là một cái tuệ mà có thể biết được những cái mạng sống của mình trước đây. Cái thứ hai là thiên nhãn thông, tức là có thể thấy. Và cái thứ ba là lậu tận minh, tức là đã cắt đứt được tất cả những cái phiền não, những cái bận nhơ của tâm. Khi mà Đức Phật hành thiền ngài đã ngồi ở dưới cái cội cây bồ đề và với cái sự quyết tâm dũng mãnh là ngài ngồi xuống và thực tập cho đến khi đạt được cái phẩm của đức phật cho nên đức phật ngồi xuống và hành thiền một cách rất là dũng mãnh và khi mà đức phật hành thiền thì ma vương đến để mà quấy rầy Đức Phật là vì Ma Vương ganh tị không có muốn Bồ Tát trở thành một vị Phật. Cho nên Ma Vương tìm đủ mọi cách để mà quấy nhiễu, tấn công Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật là một vị Bồ Tát đã chu toàn được 10 cái ba la mật của mình. À, chẳng hạn như là bố thí ba la mật, giới, ba la mật, vân vân Và Đức Phật đã hành thiền 6 năm ở trong rừng. Nhưng mà vì cái phương pháp đó không có đúng, cho nên Ngài đổi cái phương pháp thực tập và ngồi dưới cái cội cây Bồ Đề. Và ở cái căn thứ nhất thì Đức Phật đắc được túc mạng minh, tức là có thể tưởng nhớ, hắn tưởng lại được tất cả những cái đời sống trước đây của mình. Và đến cái căn thứ hai thì ngài đắc được cái thiên nhãn thông, tức là mắt mà có thể thấy được mà cái sự thấy này còn hơn những cái con mắt của các chư thiên. Thấy bất cứ chỗ nào và có thể đọc được tâm của bất cứ của ai. Và đến cái căn thứ ba thì ngài đắc được lậu tận minh tức là diệt trừ tất cả những cái phiền não và như vậy đức phật đã chứng đắc một cái tuệ của một bậc toàn giác và với những cái tuệ này thì đức phật có thể biết được tất cả những cái gì mà đức phật muốn biết đó là ba cái ba cái trí tuệ vừa mới kể trên và đồng thời Đức Phật cũng đã chu toàn 15 cái hạnh hay là 15 cái sự thực tập Thì cũng như là các thiền sinh đang thực tập ở đây Tức là giữ giới Ở đây các thiền sinh giữ tám giới Và trước khi giữ giới thì các thiền sinh quy y tam bảo Đọc ba lần quy y nơi Phật Quy y Pháp, quy y Tân lần thứ nhất lần thứ nhì, lần thứ ba. Kế đến là cái hạnh thực tập về kiểm soát những cái căng của mình, những cái giác quan của mình. Thì các thiền sinh ở đây cũng thực tập cái hạnh này. Tức là khi mà hành thiền, các thiền sinh thấy thì ghi nhận là thấy, thấy, thấy. Khi mà nghe thì là ghi nhận là nghe, nghe, nghe. Khi suy nghĩ thì ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Thì các thiền xin kiểm soát cái căn của mình qua cái sự thực tập. Cái căn của mình chúng ta cần phải kiểm soát. Kiểm soát một cách toàn vẹn chứ không có hời hợt bên ngoài. Chẳng hạn như khi mà chúng ta thấy một cái người nào hay là thấy một cái vật gì thì là liền lập tức chúng ta phải ghi nhận, chúng ta phải ghi nhận một cách thấu đáo. Nếu không thì phiền não sẽ sanh khởi trong tâm của chúng ta. Thì trong cái chữ kiểm soát mà tiếng Pali đó, kula cũng có nghĩa là bảo vệ thì khi mà cũng như là chúng ta đang sống ở trong một cái ngôi nhà hay là ở một cái nơi tu viện thì đến ban đêm chúng ta phải đóng cửa, đóng cổng một cách đúng đắn. Nếu mà không có đóng đúng đắn thì ăn trộm có thể vào và chúng ta không có sống được một cách an toàn. Cho nên khi mà một cái vật gì mà nó sanh khởi ở những cái giác quan, ở những cái cửa thì chúng ta phải ghi nhận ngay lập tức. Ghi nhận một cách chú tâm, nếu không thì phiền não sẽ sanh khởi. Và khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta cũng bắt trước cái cách mà Thầy của chúng ta thực tập. Đó là Đức Phật. Khi mà Ngài còn là vị Bồ Tát ngồi dưới những cái cội cây bồ đề để mà thực tập thì thực tập rất là dũng mãnh thì chúng ta phải bắt chước thực tập như vậy. Và khi mà Đức Phật giảng thuyết cái bài kinh niệm xứ thì Đức Phật đã nhắc đến một cái một cái chi đầu tiên để mà hành thiền tốt đẹp đó là atapa tức là sự tinh tấn đốt cháy và chúng ta phải áp dụng cái sự tinh tấn đốt cháy tinh tấn dũng mãnh này vào cái thân và vào cái tâm của chúng ta như là chúng ta biết là chúng ta đang tập luyện cái tâm cho nên bất cứ cái gì mà nó sanh khởi ở trên tâm của chúng ta thì chúng ta phải ghi nhận nó ngay lập tức cái sự thực tập cái hạn kế tiếp đó là ăn uống chừng mực đây cũng là một cái sự thực tập cần thiết không phải là chúng ta thực tập mà chỉ có theo dõi cái sự phòng xẹp của bụng mà thôi nhưng mà chúng ta cũng cần phải thực tập khi mà ăn uống phải có chừng mực khi mà chúng ta ăn thì chúng ta phải quán tưởng một cách tốt đẹp một cách hiểu biết như là chúng ta biết là các tỳ kheo thì không có được phép nấu ăn tự nấu ăn cho nên các tỳ kheo phải tùy thuộc vào những cái thí chủ mỗi buổi sáng thì các tỳ kheo phải đi khất thực phải đi thời xưa phải đi khất thực phải đi vào những cái ngôi làng hay là đến vào trong thành phố để mà khất thực. Các tỳ kheo khi đi khất thực thì không có nói, không có xin, không có hỏi là có hỏi các vị thí chủ là để cho thực phẩm mà chỉ có đứng trước nhà. Thì nếu mà vị thí chủ, người chủ nhà mà muốn cho thì đem đồ ra cho các tỳ kheo nhận lãnh, nếu mà không cho thì rời bỏ đi đến cái nhà kế tiếp. Các tỳ kheo thì là tùy thuộc vào những thí chủ và họ cho cái gì thì mình nhận lãnh cái đấy. Nếu mà may mắn được cho đầy đủ thì có đầy đủ thức ăn mà để ăn, nếu không thì ăn với những gì mà họ cho thì ngài thiền sư kể rằng khi mà sư còn bé thì cái thời đó nó không có giống như cái thời nay tức là thực phẩm đầy đủ cho nên khi mà sư đi khất thực và hồi đó thì sư chỉ mới là một chú sa di còn trẻ người trẻ thứ hai ở trong cái tăng đoàn cho nên những cái vị sư mà cao hạ hơn thì đi trước còn sư và những cái sa di thì là đi sau sư là cái người đi gần cuối cho nên khi mà đứng xếp hàng thì các thí chủ cho thức ăn thì họ múc thức ăn cho các cái vị tỳ kheo đi đầu thì có bữa thì là được múc cơm với lại cà ri nhưng mà khi mà đến tới phiên sư đó thì cà ri nó không còn chỉ có còn cơm thì suy nhớ là khi mà về lại tu viện thì có một cái tỳ kheo ni dưới thêm một ít nước mắm lên cơm để cho các sư ăn thì cái vị tỳ kheo ni này lúc nào cũng đứng đó đợi khi nào mà thiếu thì là có thêm nước mắm dưới lên cơm để mà ăn thì mặc dù là thức ăn ít Nhưng mà sư cũng vẫn phải quán tưởng Một cách khôn khéo, khéo léo <laughs> Tức là sư phải quán tưởng rằng Những cái gì mà mình ăn Không phải là để vui chơi Không phải là để cho mình thụ hưởng Không phải là để cho mình được sắc đẹp nhưng mà để chỉ để giữ cho tứ đại trong người nó được quân bình nhờ như vậy mà mình có thể hành thiền được một cách tốt đẹp mình có thể thực tập được một cách tốt đẹp thực tập ở đây có nghĩa là học kinh điển hay là hành thiền thì nếu mà tứ đại mà không có quân bằng thì là mình sẽ cảm thấy khó chịu khi mà tứ đại trong người mà nó không có cuộc bình thì mình sẽ nói là tôi không có thấy khỏe, tôi không có thấy thoải mái, vân vân. Thì khi mà không có khỏe thì không có học được, không có hành thiền được. Và phải quán tưởng như vậy, phải biết là cái lý do mà mình ăn là vì mình muốn có sức khỏe để mà có thể học và để có thể hành thiền. Phải quán tưởng một cách khôn khéo như vậy. Cho nên khi mà các vị sư đi khất thực mà có đầy đủ để mà ăn thì phải biết quán tưởng như vậy. Và khi mà đi khất thực thì phải biết là chỉ có lấy vừa đủ cho một ngày mà thôi. Khi mà thức ăn mà mình xin được lấy được nó vừa đủ cho một ngày thì sẽ không có đi tiếp, không có lấy thêm nữa. Nếu mà tiếp tục đi tiếp thì như vậy là tham. Và khi mà đi khất thực thì khi đi các tỳ kheo phải biết rải tâm từ đến các cái thí chủ khi mà họ cúng dường thực phẩm cho mình. Các tỳ kheo phải biết rải tâm từ đến những ai mà họ đã chu cấp cho mình tứ vật dụng. Đó là thực phẩm y, y bác, chỗ ở và thuốc men Và các sư sẽ trải tâm từ đọc thầm Là mong cho thí chủ đã bố thí thực phẩm vân vân Được an vui, hạnh phúc Mong cho các thí, thí chủ cúng tứ vật dụng Mong cho các người hỗ trợ đạo được an vui, hạnh phúc. Thì cũng tương tự như là các thiền sinh ở đây Mỗi tối tụng đọc cái bài kinh tâm từ nữa, Thì các tỳ kheo cũng phải làm như vậy Và khi mà các thiền sinh hành thiền minh sát ở đây Thì cũng giống như là các vị tỳ kheo Ăn uống trong chánh niệm Ăn uống một cách rất là cẩn thận Cho nên khi mà hành thiền như vậy Thì các thiền sinh sẽ nhận được biết được là cái thực phẩm nào nó thích hợp cho mình biết rằng khi mà mình ăn mình ăn không phải là ăn cho sắc đẹp cho người mình đẹp không phải ăn để thụ hưởng nhưng mà mình ăn để có sức khỏe để quân bình cái tứ đại ở trong người cho nên sẽ không có ăn nhiều vì nếu mà mình ăn nhiều quá thì mình sẽ cảm thấy buồn ngủ mình sẽ không có thực tập được một cách dễ dàng. Cái sự lười biếng sẽ đến với mình. Đó là những cái điều mà trong sách dạy. Và trong sách còn ghi ghi lại rằng khi mà ăn thì hãy chừa lại khoảng 4 năm cái nắm tay của các thức ăn mà đừng có ăn. Hồi xưa thì là ăn bằng tay chứ không có bằng thìa hay bằng đũa. Cho nên trong sách có dạy là khi mà ăn thì chừa lại khoảng 4 năm cái nắm tay và sau đó uống nước thì như vậy cho nó đầy cái bụng. Và khi mà uống nước thì nó cũng giúp là tiêu hóa thức ăn. Và nếu mà ăn như vậy thì cái người đó sẽ cảm thấy rất là dễ chịu và sẽ sống một cách dễ chịu và nhờ như vậy có thể hành thiền được một cách tinh tấn. Đôi khi vì thiếu chánh niệm, chúng ta ăn nhiều hơn là chúng ta cần. Cho nên sau đó chúng ta cảm thấy không có cảm thấy buồn ngủ, cảm thấy lười biếng. Cho nên chúng ta không có thực tập được tốt. Cho nên nếu mà chúng ta theo cái lời dạy, tức là ăn và trước khi mà mình ăn thấy nó đầy bụng khoảng chừng 4 năm cái muỗng cơm hay là cái nắm tay cơm thì là cái chúng ta ngừng và khi ăn như vậy thì tâm của chúng ta sẽ trở nên sáng suốt và hành thiền sẽ đưa đến những cái kinh nghiệm về giáo pháp và những ai mà hành thiền với cái tác ý là đạt được giác ngộ thì phải tìm cách mà ăn uống cho nó điều độ để cho mình có thể hành thiền được một cách tốt đẹp và như vậy đây ăn uống chừng mực là một trong những cái hạnh một trong những cái sự thực tập của được nói đến trong minh hạnh túc cái sự thực tập kế tiếp cái hạnh kế tiếp đó là lúc nào mình cũng phải ghi nhận lúc nào cũng phải tìm giác khi mà một cái đề mục nào mà nó sanh khởi thì mình phải ghi nhận ngay lập tức. Mình phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Các thiền sinh thường được dạy là hãy ghi nhận một cách kỹ lưỡng, hãy xem xét một cách rõ ràng, hãy nhìn một cách sát, dính liền, vân vân. Thì các vị thiền sư khác nhau dùng những cái chữ khác nhau nhưng mà tất cả đều có cùng một ý đó là phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng thì khi mà ngồi khi mà ngồi thiền hay là đi kinh hành và trong những cái hoạt động hàng ngày thì đều phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng hoạt động hàng ngày ở đây không có chỉ có riêng gì trong cái việc ăn ghi nhận cái việc ăn nhưng mà khi mà đi, đứng hay là khi nhìn trái nhìn phải thì các thiền sinh cần phải áp dụng chánh niệm phải tỉnh giác khi mà co tay, khi mà duỗi tay, khi mà ngồi xuống, khi mà đứng lên, khi mà đi đến, đi tới, đi lui. Lúc nào các thiền sinh cũng cần phải có chánh niệm. Đối với các tỳ kheo khi mà cầm bình bát khi mà sửa lại y áo thì là phải giữ chánh niệm khi mà chúng ta xỏ giày vào chân bỏ giày ra mở cửa đóng cửa chúng ta phải có chánh niệm luôn cả khi mà đi tiểu tiện đại tiện thì chúng ta cũng phải có chánh niệm chúng ta biết là trong sách có dạy là có sáu cái loại gió gió đi lên là ngay khi mà chúng ta ho hay là khi chúng ta nấc cục hoặc là gió đi xuống khi mà chúng ta đi tiểu tiện hay đại tiện hay là chúng ta thấy có gió ở trong bụng vân vân gió nó di chuyển ở trong tứ chi của chúng ta thì bất cứ cái loại gió nào thì chúng ta cũng phải ghi nhận để chúng ta biết nếu mà chúng ta không có thực tập như vậy thì tâm nó sẽ bị lưu mờ cái tâm lưu mờ thì sẽ không thấy không biết gì cả không có thấy được đối tượng một cách rõ ràng không thấy rõ ràng thì không có trí tuệ lúc đó cái tâm nó sẽ phân tán người thiền sinh sẽ không có cảm thấy thích thú để mà hành thiền chạo cử hay là cái tâm rung động nó sẽ trổi lên Người thiền sinh có thể trở thành lười biếng, chán nản, không có còn cái niềm tin nơi cái sự thực tập của mình, không có còn niềm tin nơi tam bảo. Cái hạnh kế tiếp tức là tàm, tức là mình cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn ở đây là hổ thẹn mà có thể làm những cái cái việc mà bất thiện hoặc là quý hay là tức là sợ sợ làm những cái việc sái quấy những cái việc bất thiện tàm và quý cũng là cái hạnh mặc dầu là một người khúc ban đầu có thể là không có tàm không có quý không có biết hổ thẹn không có biết sợ những cái việc làm sái quấy bất thiện nhưng mà khi mà họ hành thiền và cái sự thực hành của họ được tốt đẹp thì họ sẽ có cái phẩm tính đó họ sẽ biết sợ biết hổ thẹn khi mà không có làm những cái việc đúng vào thời đức phật thì có cái ông cấp cô độc tức là cái người mà hỗ trợ tăng đoàn thì ông cấp cô độc chính ông cũng hành thiền đắc thánh quả Ông có bốn người con, ba người con gái và một người con trai. Thì lúc đầu ba người con gái rất là tốt. Người chị cả thì đắc được cái thánh quả thứ nhất. Người em gái thứ hai đắc cũng đắc được cái thánh quả thứ nhất. Trong khi mà chăm sóc, lo cho các vị sư đến nhà mình thọ trai. Người con gái thứ ba tên là Sumana thì là đắc được cái thánh quả thứ hai. Nhưng mà người con trai tên là Kala thì không có hành thiền, không có ngó ngàng gì, không có muốn biết đến tam bảo. thì ông cấp cô độc rất là lo. ông nói rằng nếu mà mình là một người đệ tử của đức Phật, mà nếu mà con trai của mình như vậy làm những cái điều sái quấy, tái sanh vào cái khổ cảnh thì không có tốt. Cho nên ông mới khuyến khích người con trai của ông đến gần Tam Bảo bằng cách là nói rằng nếu mà cậu ta đi lên trên chùa để mà giữ giới thì về ông sẽ cho tiền. Thì Kala vì ham tiền cho nên lên chùa thọ giới xong rồi về nhà lấy tiền của bố. Rồi sau đó ông cấp cô độc mới nói rằng nếu mà người con có thể đến nghe đức phật giảng pháp và về thuật lại được cho ông thì ông sẽ cho nhiều tiền hơn nữa thì cái người con vì mà muốn được tiền cho nên khi mà đi nghe pháp thì cố gắng nghe cho nó kỹ và đức phật khi mà giảng pháp thì biết như vậy cho nên đức phật mới dùng thần thông khi mà nói nói nhanh cho nên ca la nghe xong không hiểu chúng nó phải càng cố gắng hơn nữa và khi mà cố gắng như vậy chú ý nghe và hiểu và có chánh niệm nơi thân và tâm thì sau đó đắc được cái quả thánh thứ nhất trước đó ca la chỉ có muốn về nhà để mà xin tiền nhưng mà sau đó sau khi mà đắc được quả thánh thì có được cái phẩm tính đó là tàm và quý hồ thẹn cho nên kala phát sanh hồ thẹn sợ nếu mà bố của mình mà đưa tiền cho mình trước mặt các tăng đoàn thì thật là xấu hổ cho nên đây là một cái câu chuyện cho chúng ta thấy trước đó một người có thể không có tàm không có quý nhưng mà sau khi mà hành thiền tốt đẹp thì sẽ có được cái phẩm tính đó, sẽ có được tàm, sẽ có được quý. Cái hạnh kế tiếp là sutta, tức là cái có được cái sự hiểu biết qua học tập kinh điển. Thì khi mà một người học kinh sách hay là nghe những cái lời giảng thì cũng phát triển được một số những cái sự hiểu biết nhưng mà cái hạnh kế tiếp là quan trọng hơn, đó là trí tuệ Nha Cái hạnh này, cái sự thực tập trí tuệ này chỉ có có được qua cái sự tu hành, tu tập. Thì cũng giống như là các thiền sinh ở đây thực tập một cách tinh tấn, thực tập như vậy để kinh nghiệm được, để có được trí tuệ, hiểu biết được những cái bản chất của thân và tâm. Khi mà hành tiền, tinh tấn dũng mãnh thì các thiền sinh hiểu biết thế nào là cái tâm ghi nhận thế nào là cái vật ghi nhận biết rằng cái tâm ghi nhận thuộc về danh biết là cái vật ghi nhận thuộc về sắc biết nhân quả vân vân những cái sự hiểu biết này gọi là trí tuệ và qua cái sự hiểu biết này cái niềm tin sát sẽ được tăng trưởng và người thiền sinh sẽ cố gắng hành trì theo như là cái lời dạy của Đức Phật. Thì về cái niềm tin, Ngài Thiền Sư nói là Ngài đã giảng vào ngày hôm qua. Luôn cả khi mà chúng ta chưa có đắc cái tầng thánh nào, nhưng mà khi mà chúng ta thấy đề mục một cách rõ ràng Thì cái niềm tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn Mặc dầu là chúng ta chưa có đắc cái tầng thánh Thì dù là cái niềm tin của chúng ta Không phải là cái niềm tin không có lây chuyển Nhưng mà nó cũng rất là mạnh Lúc ban đầu trước khi mà thực tập thì các thiền sinh cần phải có những cái lời sách tấn lúc ban đầu không ngồi được một tiếng đồng hồ khi đi kinh hành thì không có theo dõi được bước chân cho nên cần phải được các thiền sư khuyến khích sách tấn nhưng mà khi mà các thiền sinh có thể ghi nhận được một cách kỹ lưỡng thấy phòng xẹp một cách kỹ lưỡng hành thiền với cái sự cố gắng mạnh mẽ người thiền sinh có thể giải thích được trình pháp rõ ràng thế nào là phòng thế nào là sẹp khi ngồi thấy cái gì khi đụng thấy cái gì khi thấy niệm làm sao khi nghe niệm làm sao có nghĩa là người thiền sinh lúc đó thấy rõ ràng người thiền sinh thấy các pháp sanh rồi diệt thấy được những cái bản chất của pháp hay là nói một cách khác người thiền sinh đạt được một cái tầng tuệ minh xác nào đó thì tự nhiên cái niềm tin trở nên mạnh mẽ hơn niềm tin nơi tam bảo trở nên mạnh mẽ người thiền sinh không có cần có sự sách tấn khuyến khích của các thiền sư người thiền sinh có thể tự mình mà hành thiền không có cần các thầy các bậc thầy khuyến khích nữa trước đó người thiền sinh có thể thích nói chuyện gặp ai cũng muốn nói chuyện lúc nào có thể là thích nhìn đây nhìn đó nhưng mà khi hành thiền được tốt đẹp thì người thiền sinh ấy không còn muốn nói chuyện nữa gặp người khác không muốn nhìn khi mà chúng ta nhìn thấy một cái người thiền sinh như vậy mình thấy người đó hành thiền rất là chăm chỉ lúc nào người đó cũng có chánh niệm. Làm gì cũng chậm rãi chánh niệm. Khi ngồi mình sẽ thấy người đó ngồi trong chánh niệm, khi đi mình cũng thấy người đó đi trong chánh niệm. Lúc nào cũng thấy cái tư cách của người ấy lúc nào cũng ở trong chánh niệm. Trong các thiền sinh ở đây cũng có các thiền sinh như vậy, cũng có một số các thiền sinh như vậy cái hạn kế tiếp là niệm sa tí thì ngài nói rằng ngài cũng đã giảng nhiều cũng như là vừa mới giảng thế nào là giữ chánh niệm cho nên khi mà cái tâm mà có chánh niệm thì người thiền sinh không có quên dễ dàng và khi mà chánh niệm mạnh hay là nói một cách khác chánh niệm được thiết lập một cách vững chắc thì người thiền sinh sẽ thấy được những cái sự di chuyển những sự chuyển động một cách rõ ràng và luôn cả khi mà cái tâm nó phóng ra ngoài người thiền sinh có thể nói được là trong cái phần nào của cái sự di chuyển cái tâm nó rời chẳng hạn như một số thiền sinh có thể nói là khi mà phòng nó ở cái đoạn đầu hay ở đoạn giữa hay ở đoạn cưới Thì tâm nó phóng ra ngoài Hoặc là trong cái bước chân phòng tâm nó phóng ra ở chỗ nào Người thiền sinh có cái khả năng nói được một cách chính xác như vậy Đó là cái phẩm tính của một người thiền sinh hành thiền tinh tấn Mình không có cần phải xem xét là nó ở đâu vân vân chỉ có giữ chánh niệm cho nó mạnh thì tự nhiên sẽ biết cho nên chánh niệm rất là quan trọng bởi vì chỉ có khi mà chánh niệm mạnh thì mình mới có thể thấy được đối tượng một cách rõ ràng cái hạnh kế tiếp là tinh tấn wiriya khi mà hành thiền tinh tấn càng nhiều thì càng tốt người thiền sinh khi mà có tinh tấn thì không có cảm thấy mỏi mệt một số thiền sinh có thể ngồi một tiếng hai tiếng ba tiếng một cách dễ dàng nhưng mà đừng có cố ý là ngồi lâu cái đó không có cần thiết ngồi lâu không có cần thiết có chánh niệm mạnh là cái điều cần thiết có cái tinh tấn mạnh là một cái điều cần thiết và khi mà niệm mạnh tinh tấn mạnh thì tự nhiên nếu mà muốn ngồi lâu có thể ngồi lâu chẳng hạn như một người đang ngồi một tiếng đồng hồ rồi niệm và tinh tấn mạnh tự nhiên họ thấy thời gian không có còn lâu nữa và họ có thể ngồi lâu nhưng mà bình thường một người với sự tinh tấn và niệm mạnh ngồi một tiếng xong rồi đứng lên đi một tiếng rất là tốt quân bằng cái hạnh kế tiếp là cha na tức là thiền chi tức là thiền thiền na có thể đắc được thần thiền thứ nhất thứ nhì thứ ba thứ tư cha na hay là thiền na ở đây có nghĩa là cái tâm ghi nhận nó dính sát với cái đề mục. Chana không có nghĩa là bay trên trời vân vân. Cái đó là những cái thần thông khác. Như vậy là có tất cả là 15 cái hạnh, 15 cái sự thực tập. Và Đức Phật đã thực tập và chu toàn cả 15 cái hạnh này. Cho nên một trong những cái phẩm tính của Đức Phật gọi là minh hạnh túc. Wicha Sampana thì ngày hôm nay ngài thiền sư giảng cho chúng ta nghe cái hạnh minh hạnh túc này và tới đây thì ngài xin chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây mong rằng các thiền sinh được an vui và hạnh phúc mong rằng các thiền sinh có thể thực tập được một cách tin tấn hiểu được giáo pháp một cách rõ ràng như là nó là vậy và chứng ngộ niết bàn